công việc chúng ta mỗi người một hành động, chúng ta hãy góp tay nhau, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để đuổi Formosa ra khỏi lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta, để giữ gìn môi trường trong sạch cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi đi từng con phố, tôi đứng từng hàng cây và dán lên đó những pano, tờ rơi đòi buộc công ty Formosa phải rời khỏi lãnh thổ đất nước Việt Nam vì họ đã gây ra tội ác cho dân tộc chúng ta. Chúng ta tiếp tục thể hiện tình yêu đất nước bằng những hành động thiết thực để mọi người dân Việt Nam thấy được tình trạng đất nước chúng ta đang bị tàn phá một cách nặng nề. Cụ thể là công ty Formosa tại Vũng Áng đang tàn phá môi trường, hệ sinh thái biển và không gian sống của ngư dân và người dân Việt Nam. Và tôi thiết nghĩ rằng tôi phải tiếp tục lên đường, tôi phải tiếp tục đi, đừng ngoảnh lại. Và tôi thấy trái tim tôi thổn thức vì phải xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta thật tươi đẹp, bền vững trên những cung đường của mỗi người con dân đất Việt.